Có bao giờ bạn tự hỏi rằng cái gì đang giữ cho các hành tinh quay quanh mặt trời mà không bay đi đâu mất? Hay tại sao chúng ta lại bị dính chặt vào mặt đất mà không bay lên trời? Và không gian giữa các hành tinh có thực sự chỉ là một khoảng trống vô tận, hay là có thứ gì đó mà chúng ta không thể nhìn thấy đang lấp đầy khoảng không ấy? Đây là những câu hỏi mà con người đã đau đầu suy nghĩ từ hàng thế kỷ trước, và một trong những câu trả lời phổ biến nhất thời ấy là ETE. ETE không chỉ là một khái niệm bí ẩn, mà còn là một phần quan trọng trong quan niệm vật lý của các nhà khoa học thời kỳ đó, bao gồm cả Newton và Descartes. Họ tin rằng không gian giữa các hành tinh và các vì sao không thể nào chỉ là khoảng không trống rỗng, mà phải có một dạng vật chất đặc biệt lấp đầy, và đó chính là ETE. Thế nhưng, câu chuyện về ETE không chỉ dừng lại ở việc giải thích sự tồn tại của không gian mà còn mở ra nhiều góc nhìn khác về thời gian, lực hấp dẫn và sự vận hành của vũ trụ. Vào thời kỳ đó, ETE không chỉ là một ý tưởng mơ hồ, mà là một điều hiển nhiên với nhiều nhà tư tưởng. ETE được xem như là một chất đầy khắp không gian, cho phép lực hấp dẫn truyền tải qua khoảng cách giữa các hành tinh. Người ta tin rằng ETE là thứ giúp cho các thiên thể vận hành, và việc tồn tại của nó là không thể nghi ngờ. Thậm chí, Descartes, một trong những nhà triết học và nhà toán học nổi tiếng nhất lịch sử, đã định nghĩa không gian chính là một dạng vật chất. Với Descartes, không gian không phải là một khoảng trống vô hồn, mà là một thứ gì đó có thực, có chất liệu. Từ quan điểm này, sự tồn tại của ETE trở thành điều tất yếu. Descartes không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Ngay cả Newton, người được coi là cha đẻ của vật lý cổ điển, cũng cần đến ETE để giải thích hiện tượng lực hấp dẫn. Theo Newton, lực hấp dẫn không thể truyền qua không gian trống rỗng và cần có một thứ gì đó để mang lực này từ vật thể này sang vật thể khác. Đó chính là lý do tại sao ETE lại trở nên quan trọng đến vậy. Nó không chỉ giúp giải thích lực hấp dẫn, mà còn đóng vai trò là môi trường truyền tải lực. Đây là một quan niệm mà vào thời kỳ đó, không ai dám đặt câu hỏi. Mọi người đều chấp nhận rằng ETE là có thật, vì không có lời giải thích nào khác tốt hơn. ETE là nền tảng cho nhiều lý thuyết và quan niệm về vũ trụ trong suốt nhiều thế kỷ. Bên cạnh quan điểm về ETE, Newton cũng có những quan điểm độc đáo về thời gian và không gian. Theo Newton, thời gian là một thực thể tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Dù bạn có đứng yên hay đang chạy, thời gian vẫn trôi qua với tốc độ như nhau. Đây là một quan niệm khá thú vị, bởi lẽ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường cảm thấy thời gian có thể trôi qua nhanh hay chậm tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng theo Newton, thời gian không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Không gian cũng được Newton coi là tuyệt đối, là một thứ không bao giờ thay đổi. Bạn có thể tưởng tượng không gian như một cái thùng chứa khổng lồ, trong đó mọi sự vật và hiện tượng xảy ra. Các vật thể di chuyển trong không gian, nhưng không gian thì luôn ở đó, bất biến. Một điều đặc biệt nữa là Newton tin rằng thời gian và không gian tồn tại độc lập với nhau. Khi một người ở điểm A tuyên bố bây giờ thì cùng thời điểm đó, ở điểm B, dù có xa đến đâu, cũng đang là bây giờ. Đây là một ý tưởng đã tạo ra một khuôn mẫu cho lý thuyết vật lý trong suốt hai thế kỷ sau đó. Cái hay của lý thuyết này là ở chỗ nó đơn giản và dễ hiểu. Bạn chỉ cần tưởng tượng mọi thứ xảy ra trong một không gian bất biến, theo một dòng thời gian bất biến. Nếu không có lực tác động, các vật sẽ di chuyển theo đường thẳng và đều, và nếu có lực tác động, chúng sẽ di chuyển theo các quỹ đạo mà bạn hoàn toàn có thể tính toán được. Chính nhờ sự đơn giản và rõ ràng này mà lý thuyết của Newton đã trở thành nền tảng cho khoa học trong suốt một thời gian dài. Lý thuyết của Newton không chỉ là một lý thuyết đơn thuần, mà nó còn có những ứng dụng thực tế đáng kinh ngạc. Từ việc giải thích cơ học thiên thể cho đến việc truyền tải âm thanh qua không khí, mọi thứ dường như đều tuân theo các quy luật mà Newton đã đề ra. Hãy thử tưởng tượng xem, từ cuối thế kỷ 17 đến ngày nay, lý thuyết của Newton vẫn còn được NASA sử dụng để tính toán quỹ đạo của các tàu vũ trụ. Điều này chứng tỏ sức mạnh và sự chính xác của lý thuyết này. Định luật hấp dẫn của Newton được phát minh vào cuối thập niên 1600 đã trở thành nền tảng cho nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Các nhà thiên văn học đã áp dụng định luật này để dự đoán sự chuyển động của sao chổi, hành tinh và thậm chí là cả dải ngân hà. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự vĩ đại của lý thuyết Newton. Thật khó để tưởng tượng rằng một lý thuyết được phát minh từ thế kỷ 17 lại có thể tồn tại lâu đến vậy và vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Điều này cho thấy rằng lý thuyết của Newton không chỉ là một đột phá trong thời kỳ của ông,
mà còn là một công cụ vô giá cho các nhà khoa học suốt hàng thế kỷ sau đó. Tuy nhiên, cũng chính sự uy lực và sự chính xác của lý thuyết Newton đã tạo ra một chiếc bóng lớn cho các thế hệ sau. Các nhà khoa học sau này phải đối mặt với một thách thức không nhỏ khi cố gắng vượt qua những gì Newton đã làm. Khi bạn đã có một lý thuyết hoàn hảo đến như vậy, việc tìm ra những điều mới mẻ và cải tiến nó trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù lý thuyết của Newton mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không tránh khỏi những vấn đề và thắc mắc. Một trong những vấn đề lớn nhất là về trọng lực và cách nó truyền tải qua không gian. Newton đã đưa ra khái niệm về lực hấp dẫn, nhưng không thể giải thích rõ ràng làm thế nào lực này có thể truyền từ vật thể này sang vật thể khác qua một khoảng không gian rộng lớn. Đây là một trong những câu hỏi mà các nhà khoa học sau này phải đối mặt. Nếu không gian là một thực thể tuyệt đối, thì làm thế nào lực hấp dẫn có thể truyền tải qua nó mà không cần đến một môi trường trung gian như ETE? Một vấn đề khác là tính phi đối xứng giữa vật thể và không gian. Theo Newton, không gian tác động lực lên các vật thể, nhưng các vật thể lại không tác động ngược lại lên không gian. Điều này dẫn đến một loạt các câu hỏi về bản chất của không gian và lực quán tính. Ví dụ, khi một vật thể chịu tác động của lực gia tốc, tại sao lực quán tính lại xuất hiện? Và lực quán tính này có thực sự là một phản ứng của vật thể đối với không gian, hay nó là một hiện tượng khác mà chúng ta chưa hiểu rõ? Câu hỏi về cách mặt trời tác động đến trái đất qua khoảng cách 93 triệu dặm cũng là một trong những thách thức lớn. Nếu không có một môi trường trung gian như ETE, làm thế nào lực hấp dẫn có thể truyền tải qua một khoảng cách lớn như vậy mà không mất đi sức mạnh? Đây là những vấn đề mà các nhà khoa học sau này đã phải đối mặt và cố gắng tìm câu trả lời. Dù lý thuyết của Newton đã chiếm ưu thế trong suốt nhiều thế kỷ, nhưng nó không phải là câu trả lời cuối cùng cho mọi câu hỏi về vũ trụ. Những phát hiện mới từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã dần dần làm lung lay vị thế của lý thuyết Newton. Đặc biệt, thuyết tương đối của Einstein đã đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác về thời gian và không gian. Einstein đã chỉ ra rằng thời gian và không gian không phải là những thực thể tuyệt đối, mà chúng có thể bị uốn cong bởi trọng lực. Điều này đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vũ trụ và mở ra một kỷ nguyên mới cho vật lý hiện đại. Thuyết tương đối của Einstein đã giải quyết nhiều vấn đề mà lý thuyết của Newton không thể giải quyết được. Ví dụ, Einstein đã giải thích được cách lực hấp dẫn có thể truyền tải qua không gian mà không cần đến ETE. Thay vào đó, ông đề xuất rằng lực hấp dẫn thực chất là kết quả của sự uốn cong của không gian thời gian. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về lực hấp dẫn và mở ra một loạt các nghiên cứu mới về vũ trụ. Thuyết tương đối cũng đã giúp giải quyết nhiều vấn đề khác mà lý thuyết của Newton không thể giải quyết được, chẳng hạn như sự khác biệt giữa các khái niệm thời gian trong các hệ quy chiếu khác nhau. Học thuyết về ETE của Newton, mặc dù đã trở thành một phần lịch sử của khoa học, vẫn mang lại nhiều bài học quý giá và sâu sắc cho nhân loại. Trong suốt nhiều thế kỷ, ETE được coi là một giả thuyết nền tảng để giải thích sự truyền sóng ánh sáng và các hiện tượng khác trong vũ trụ. Sự tồn tại hay không tồn tại của ETE đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận, nghiên cứu và thử nghiệm, góp phần đáng kể vào sự phát triển của khoa học, đặc biệt là vật lý. Trước hết, bài học lớn nhất từ đề tài ETE là về tính tạm thời và sự thay đổi liên tục của tri thức. Trong một thời gian dài, ETE được chấp nhận rộng rãi như là một yếu tố quan trọng trong các lý thuyết khoa học, thậm chí đã có nhiều thí nghiệm được thiết kế để chứng minh sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lý thuyết tương đối đặc biệt của Albert Einstein đã làm lung lay nền tảng của giả thuyết này và cuối cùng đã dẫn đến sự bác bỏ hoàn toàn khái niệm ETE. Điều này cho thấy rằng tri thức của chúng ta luôn luôn có thể bị thay đổi hoặc mở rộng khi có những phát hiện mới và không có lý thuyết nào là vĩnh cửu. Bài học này khuyến khích nhân loại luôn giữ một tinh thần cởi mở, sẵn sàng chấp nhận sự đổi mới và không ngừng khám phá. Thứ hai, câu chuyện về ETE nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp khoa học và sự kiểm chứng thực nghiệm. Việc các nhà khoa học như Michael Sừng và Molly thực hiện các thí nghiệm tinh vi để tìm kiếm bằng chứng cho ETE và việc họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của phương pháp thực nghiệm trong việc kiểm chứng các giả thuyết khoa học. Chính nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của họ mà khoa học có thể tiến một bước xa hơn khi những lý thuyết mới, chẳng hạn như thuyết tương đối của Einstein, được phát triển để thay thế cho những giả thuyết cũ. Thứ ba, ETE cũng là một ví dụ điển hình về cách mà khoa học và triết học tương tác với nhau. Ý tưởng về ETE không chỉ xuất phát từ nhu cầu giải thích các hiện tượng vật lý, mà còn từ một nhu cầu sâu xa hơn, tìm kiếm một chất liệu nền tảng,
một thực thể bao trùm và liên kết mọi thứ trong vũ trụ. Đây là một mục tiêu mà cả khoa học và triết học đều theo đuổi. Tuy nhiên, quá trình bác bỏ ETE cũng chỉ ra rằng đôi khi, sự thật không nhất thiết phải tuân theo những trực giác triết học hoặc những quan niệm đã ăn sâu trong suy nghĩ con người. Cuối cùng, sự phát triển từ lý thuyết ETE đến thuyết tương đối cũng là một minh chứng rõ ràng cho cách mà tri thức và công nghệ của nhân loại không ngừng tiến bộ. Trong thế kỷ 19, các nhà khoa học đã làm việc với những công cụ và khái niệm hạn chế, và ETE là một giải pháp khả dĩ để giải quyết các vấn đề họ đối mặt. Tuy nhiên, khi công nghệ và hiểu biết của chúng ta tiến xa hơn, những giả thuyết cũ trở nên lỗi thời và cần được thay thế bằng những lý thuyết mới, chính xác hơn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục đổi mới và phát triển trong khoa học và công nghệ, một quá trình không ngừng nghỉ nhằm theo kịp với những phát hiện mới và đáp ứng những thách thức mới. Trong tổng thể, mặc dù ETE đã bị bác bỏ, nhưng những bài học từ quá trình này đã và đang tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến nhân loại. Chúng ta học được rằng tri thức là một con đường liên tục phát triển, nơi mà sự kiểm chứng, sự cởi mở với những ý tưởng mới và tinh thần sáng tạo đóng vai trò quan trọng. Nhân loại cũng được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm sự thật, đồng thời sẵn sàng từ bỏ những niềm tin không còn phù hợp. Sự ứng dụng của những bài học này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học, mà còn lan tỏa ra mọi khía cạnh của cuộc sống, nơi mà sự tiến bộ luôn đi đôi với sự đổi mới và cải tiến không ngừng. Dù cho ngày nay, các lý thuyết hiện đại như thuyết tương đối của Einstein đã thay thế nhiều phần của lý thuyết Newton, nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của những đóng góp mà Newton đã để lại. Từ việc hiểu về lực hấp dẫn đến cách chúng ta nhìn nhận không gian và thời gian, Newton đã đặt nền móng cho toàn bộ ngành vật lý hiện đại. Những câu hỏi mà ông đặt ra và những khái niệm mà ông đưa ra vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các nghiên cứu hiện đại và có lẽ sẽ còn được nhắc đến trong nhiều thế kỷ nữa. Vậy nên, dù chúng ta có tiến xa đến đâu trong việc hiểu biết về vũ trụ, cái bóng của Newton sẽ luôn luôn hiện diện, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ mà những câu hỏi lớn nhất của vũ trụ bắt đầu được giải đáp.